đi đóng cái vai gì mà hả quay mà là chưa thấy mà đã hết rồi, mà đóng gì đâu mà diễn dở dữ thần vậy. Cái giới đó lộn xộn. Ừ, chắc cặp với đạo diễn mới được đóng á chứ dễ gì. Ông nói là không có được đi, mà em bữa nào về trễ là bị nhốt ngoài nha chị. Trời đất, đóng cửa nhốt ở ngoài. Rồi em làm sao? Có em khi đập nào cửa, có khi nào ngủ qua đêm ở ngoài đường dạ không? Dạ có lần bị nhốt luôn, gọi hoài không được là em bắt buộc phải vô khách sạn nhận luôn, như em không nói ra. Lúc đó em nhờ ông xã em phải đưa em đi, đưa em đi quay á. Anh đưa em đi đi. Rồi ổng có đưa đi không? Dạ đưa đi. Rồi ổng thấy em đóng mà nguy hiểm quá. Ổng không vậy? Có thấy, ổng đưa em đi rồi em về. Tại vì lúc đó ổng phải đi về đi làm á. Ổng thấy, nhưng mà ý là em muốn rằng là nếu như em đi em có không về luôn á, thì cái đó cũng là lần gặp cuối cùng với em chồng em. Kính thưa quý khán giả, Xuân Hương rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Một Thời Để Nhớ. Chương trình được phát sóng trên kênh MCV Media và trên kênh YouTube của nghệ sĩ Xuân Hương. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay Xuân Hương được hân hạnh gặp lại một người em trong nghề, đó là diễn viên Ôn Bích Hằng. Hẳn là quý vị cũng còn nhớ cái phim Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa đúng không ạ? Xuân Hương đóng vai Tư Măng. Còn Ôn Bích Hằng á, lúc đó còn cái tên là Bích Hằng, đóng vai vợ của Tư Ếch. Những người phụ nữ đã cũng góp phần làm nên sóng gió cho cái phim Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa khoảng hơn 10 năm về trước. Dạ em xin trân trọng chào chị của em. Dạ Ôn Bích Hằng cũng xin kính chào quý vị khán giả. Ôn Bích Hằng sinh năm 1968 ở An Giang, là một nữ diễn viên truyền hình được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Cuộc Phiêu Lưu Hai Lúa, Huyền Thoại Tím, Đường Chân Trời, Tha Thứ Cho Anh, Những Khoảng Trời Riêng. Diễn viên Bích Hằng đến với điện ảnh khi tuổi đời không còn trẻ, lại là một diễn viên tay ngang không được đào tạo qua trường lớp. Vậy thì điều gì đã giúp chị có được thành quả như ngày hôm nay? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về đời và nghề của diễn viên Ôn Bích Hằng. Chào em Bích Hằng. Chị được đóng chung với em trong cái phim Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa. Nhưng mà có lẽ em đã vào nghề trước khi em đóng cái phim đó phải không? Em kể về cái cách vào nghề của em. Dạ chị Xuân Hương, em cảm thấy rất là xúc động và rất là hân hạnh, rất là vui khi mà gặp lại chị. Một người chị rất là thân thương, mặc dù rằng không có thường xuyên gặp lại nhau, nhưng mà thật sự khi mà phải nói rằng em rất là may mắn khi được đóng chung với chị, chứ không phải là chị được đóng chung với em như chị nói. Chị cảm ơn em. Trong cái phim đó thì nguyên một dàn diễn viên là ngôi sao, là những người rất là thành công, mà những danh hài không à. Lúc đó thì em vô thì em không biết đóng hài và em cũng chưa biết diễn xuất nhiều đâu, bởi vì em vô nghề rất là muộn á. Nhưng mà vô đó thì em học hỏi đạo diễn, em học hỏi các anh các chị đặc biệt là chị cũng rất là quan tâm tới những cái người diễn viên mới vô nghề như em còn non nớt, thì chị hay quan tâm, rồi chị để ý, chị góp ý, rồi chị giúp đỡ. Chị còn nói với em rằng là Hằng ơi, những cái phân đoạn còn lại nếu như em thấy rằng là em chưa tự tin để diễn thì em gặp riêng chị hoặc là em tới nhà chị đi rồi chị sẽ chỉ cho em. Nhưng mà em không ngờ là chị rất là chân tình. Thí dụ như chưa được cái gì chị cũng sẽ nói thẳng với em và chị góp ý riêng, chứ không phải là chị chê bai trước mặt mọi người. Chị rất là tinh tế. Dạ. Em vào nghề như thế nào? Gia đình có ai theo nghệ thuật không? Dạ thưa chị, gia đình em là ba mẹ là giáo viên. Sau này thì khi lớn lên thì gia đình em có ba chị em gái. Thì hai đứa em gái kế tiếp của em là chị hai, cũng là giáo viên luôn, học ở trường đại học sư phạm ra. Một cô thì là học khoa ngoại ngữ tiếng Anh, còn một cô thì học khoa lý trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Em hồi đó em cũng thi vào nhưng mà em không học. Tại sao? Tại vì lúc đó em đi thi thì em gặp ông xã em là sinh viên năm cuối của trường đại học sư phạm khoa hóa. Ảnh đi gác thi, ảnh gặp em. Rồi sau đó là bén duyên là ảnh thương em. Rồi cái ảnh theo em về quê. Cái ảnh mới xin phép ba mẹ em là cho ảnh là lo cho em. Nếu như ba mẹ em là cho em đi lên để học. Nhưng mà ba mẹ em sợ. Ba mẹ em nói thằng này nó đeo quá mà tao chưa biết nó làm sao. Ba mẹ em nói không được. Nếu như bây giờ thương thiệt thì cưới.
cưới xong đi rồi vẫn đi đâu đi. Dạ, mà cứ dần dần qua dần lại dây dương vậy, cho nên là nó trễ năm học rồi, em không học được đâu, sư phạm là vậy. Khi mà cưới xong thì lên thì ảnh mới dạy luyện thi cho em học chương trình kinh tế. Đó, học xong rồi thì em mới là sanh con. Rồi em mới đi làm. Rồi khi em đi làm ở một cái công ty xuất nhập khẩu có tên là Sihanco, hồi đó là công ty nhà nước. Thì mỗi năm là công ty có tham gia phong trào văn nghệ quần chúng. Thì lúc đó em là giọng ca chính. Rồi em cũng tham gia múa nữa. Bên công ty Lasta đó chị, làm cái phim ảo ảnh. Thì bên đó mới là coi hình của em thì bắt đầu mới liên lạc và mời em đóng. Thì em bắt đầu em bén duyên là từ đó. Lần đầu tiên vô đóng phim thì cảm giác của em như thế nào? Dạ, lần đầu tiên mời em đi đóng em từ chối không à. Người ta gọi điện thoại cho em nhớ cậu đó là, nói thật là cũng bây giờ vô nghề là bắt đầu là nhờ cái cậu đó. Cậu đó là cậu tên Hiệp, đó cậu làm trợ lý và cậu làm đạo diễn rồi. Thì cậu cứ gọi điện thoại mời em hoài à. Nhờ cậu đó kiên nhẫn cho nên bây giờ là em vì cậu đó mà em đi. Em đi tới em gặp đạo diễn, thì đạo diễn lúc đó em nhớ là em gặp không gặp đạo diễn mà em gặp phó đạo diễn là anh Trần Tâm đó. Anh đó là phó đạo diễn cái phim ảo ảnh á. Thì anh nhận em. Mặc dù là đóng ít lắm, mấy phân đoạn thôi, cũng không có thoại nhiều mà không biết diễn gì hết, nhưng mà tự nhiên em thích. Em cảm thấy rằng là nếu như có ai đó chỉ em sẽ làm được. Và em cảm nhận được, và từ đó là bắt đầu là em mới nói với những người mà em biết á, là giới thiệu giùm. Rồi em bắt đầu em nỗ lực, em học hỏi. Sau đó thì em được mời đạo diễn cái chị Hoàng Mai á, chị cũng là diễn viên nữa, chị giới thiệu em qua cái phim Đất và Lửa của anh Trần Vịnh, được hai mấy phân đoạn. Mà cái phim đó em đóng á, là bị anh Vịnh rầy dữ lắm. Bởi vì em đóng đơ quá, bị rầy là đúng rồi chị. Bây giờ coi lại em vẫn mắc cỡ luôn. Phim đó chiếu lên đó chị biết không, gia đình em, ôi em hầu hỏi mừng lắm. Hai mấy phân đoạn mà vừa gì, em nghĩ lúc đó là trời, hai mấy phân đoạn dữ lắm nghe. Mà em tưởng là em diễn vậy là được. Cái xong cái em về, cái lúc đó đĩa đó, có đĩa, cái em đưa cho người kia, giống như mình xuất hiện ở cái tập nào. Cái bắt đầu mình đưa cái tập đó cho gia đình mình coi. Chàng ơi mà hả, người ta coi xong rồi á, người ta thất vọng về em đó. Người ta gia nói đình sao? Em á, giống như thương em á, nói mà sao mà đi đóng cái vai gì mà hả, quay mà là chưa thấy mà đã hết rồi, mà đóng gì đâu mà diễn dở dữ thần vậy. Gia đình em giống như là thương em rồi, cái góp ý với em vậy đó. Cứ nghĩ là không thể nào phát triển được trong nghề, tại vì nhìn cái cách diễn xuất của mình mà lớn tuổi rồi, người ta nói với cái này là chắc ham vui ảo tưởng chứ còn không có được cái gì đâu. Ngay cả những người mà em làm trong công ty, lúc đó em đi làm 8 tiếng đồng hồ em ăn lương người ta, mà miễn mà phim em xuất hiện lên cái là bắt đầu là coi như là em bị khiển trách, người ta nói em ăn cắp thời gian. Khổ ghê chị, em phải nghỉ rất là nhiều công ty để em đi hết công ty này tới công ty kia để em làm. Làm gì đó để được đóng phim, để được đóng phim. Mà cuối cùng là em quyết định em vô một cái công ty là không hưởng lương căn bản nữa. Để cái đó không cần phải ràng buộc thời gian gì. Nhưng mà cũng may là trời thương cho em bán đắt hàng, em lãnh lương nhiều lắm chị. Một tháng mấy chục triệu luôn á. Là mình đóng, mình lãnh lương theo sản phẩm, lãnh mình lương bán theo được phẩm. Đó, thành ra là em là lúc đó là em làm, em có lương rồi đó. Em không bị ràng buộc nữa thì em đóng lương thoải mái. Em đóng phim thoải mái nhưng mà lúc đó vẫn chưa, vẫn đi đóng quần chúng không à. Mà nhiều khi em khoe cái bạn bè trong công ty coi xong ta nói diễn viên chuyên đóng phim quần chúng, người ta ngạo nghễ mình vậy, nhưng mà mình phải chấp nhận chứ biết sao giờ chị. Đúng rồi, thực tế cũng... nó là như vậy. Không, nhưng mà người ta cũng chưa có hiểu được cái nghề của mình. Dạ. Tại vì nói gì thì nói, kể cả những người đã từng học qua trường lớp, nhưng mà cái thử thách ban đầu bao giờ cũng vậy hết á. Cũng phải cho mình đóng những cái vai phụ để mình học hỏi, từ đó thì mình mới bước chân tiếp được. Mà chị biết không, ông xã em là giáo viên mà, bạn bè ổng mới nói rằng là nghe tin em đi đóng phim thì bạn bè mới nói rằng thôi cái giới đó lộn xộn. Chắc cặp với đạo diễn mới được đóng á, chứ dễ gì này kia nọ. Thì ông xã em lúc đó ổng nghe ổng cũng lo, ổng buồn chứ, vợ mình bị người ta nói vậy. Ổng mới về ổng hậm hực với em mà ổng nói là không có được đi, mà em bữa nào về trễ là bị nhốt ngoài nha chị. Trời đất, đóng cửa nhốt ở ngoài. Rồi em làm sao? Có khi nào cửa, có khi nào ngủ qua đêm ở ngoài đường không? Dạ có lần bị nhốt luôn, gọi hoài không được, là em bắt buộc phải vô khách sạn, mà vô sợ ma không dám ngủ. Lúc đó là mấy giờ đêm? Lúc đó là 2-3 giờ sáng luôn đó chị. Dễ sợ, mà đường thì vắng teo, mà vắng em phải teo. xách xe em chạy vòng vòng. Mà có khi em đập cửa ồn ào quá, cái xong cái hàng xóm
người ta nói là đi làm cái nghề gì vậy, đi làm cái nghề gì mà về khuya dữ vậy, ta đâu có nghĩ em đi đóng phim, ta nghĩ em đi làm cái nghề gì á. Hiểu rồi. Dạ, không phải quay vai lớn đâu, quay vai quần chúng thôi mà em phải ngồi chờ từ trưa tới tối em cũng phải chờ. Nhưng mà gia đình em lúc đó đâu có biết, tại vì lúc đó em đi làm chưa có đem tiền về bằng cái nghề này, làm sao em dám nói, ai mà tin. Rồi ông xã, sau khi mà nhốt em rồi đến khi mở cửa cho em vô đó, mở cửa vô rồi lúc đó em với ông xã rồi nói gì với nhau? Trời ơi, là em bị cái anh nhìn không có thiện cảm, coi thường và trách móc đủ thứ. Nói những cái điều đôi lúc là nặng nề, rất là nặng nề, xúc phạm á chị. Giống như coi mình là một cái người hư đốn, là coi như là không lo cho gia đình mà hả đi làm chuyện tào lao thế này nọ kia, sớm rì người ta nói cưa tôi thế này kia đủ thứ. Ở đây em nói là không phải là em trách, nhưng em nhắc lại những cái nhục nhằn lúc đầu là chồng em chưa hiểu, thì người ta có quyền người ta làm như vậy. Còn một cái nữa, lúc đó em đóng vai quần chúng chị biết không, vô phim, vô đoàn phim em biết rằng em không bao giờ được hả make up chính người ta làm cho mình đâu. Nhưng mà hả em vô thì em hả cũng cúi đầu em chào, nhưng mà người ta không nhìn tới mặt em chị, buồn lắm. Ok vậy? Em không trách, nhưng mà ý là em thấy là cái đó là những cái mà lúc đầu em gặp á, nó rất là khó khăn. Không phải mình em đâu, em nghĩ nhiều người bị như em lắm. Cho nên dẫn tới là gì, khi mà cái thời gian đầu tiên chưa ai biết em chưa biết gì mà đối xử với em đàng hoàng, em rất là nhớ ơn, giống như chị là như vậy đó. Cảm ơn em. Là em là tại vì em từng trải qua và em bị nhục nhằn những cái rất là vô lý như vậy, cho nên em nghĩ rằng á là có ai đó mà đối xử, chỉ cần nghĩ thôi, chị chỉ cần nghĩ tới em thôi là em đã cảm ơn chị lắm rồi đó. Không phải là hết đâu, nhưng mà cũng có người, ví dụ như em nhắc lại, em xin phép em nhắc lại là có chị đó tên Phượng, chị đó làm make up, chị thì em đi cái phim khác em gặp được cái chị đó thì chị không như vậy, chị vẫn trang điểm cho em đàng hoàng. Và em rất là cảm ơn. Phải Phượng, lại. Phải Phượng mà make up cho cái phim Hai Lúa mình không? Dạ đúng rồi, chị Phượng đó đó chị. Phượng chị đó đó, em cũng nhân đây thì em cũng xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn chị Phượng. Mặc dù chị làm cho em á là có một lần hai lần thôi, da em cũng không có lớn, nhưng mà chị nói rằng là chị thì chị đối xử đàng hoàng. Những cái người mà mới vô nghề như em á, em chị vẫn làm đàng hoàng, em chị vẫn make up đàng hoàng, cho nên là em cũng gửi lời cảm ơn chị Phượng và chị là như vậy đó. Lúc đó đó em không có nản nha, em nói rằng em sẽ phấn đấu, em bằng mọi giá em phải phấn đấu để mà em cho mọi người thấy rằng là em có khả năng thật sự và em làm được việc, chứ không phải là em đi để em đi chơi, em ham hố kia nọ. Nhưng mà sau đó ông trời thương, tới cái lúc đó em gặp được chị Châu Thổ á chị, nhà bên kịch Châu Thổ. Thì chị Châu Thổ mới nghe em chia sẻ, lấy em gan ghê chị, em chia sẻ, bà chị ngồi nghe, chỉ chịu ngồi nghe em nói nha. Em mới chia sẻ, chị mới nói rằng em mới nói là đó đó em thích vậy mà cuối cùng em vậy đó. Thôi bây giờ nếu chị thương em, chị có thể giúp em được thì chị cho em đóng đi, đóng từ vai nhỏ cũng được nữa đó. Tại vì em nghe tiếng là lúc đó chị Châu Thổ là một cái người cũng có uy tín á, cũng hay giúp người. Thế thì em chia sẻ thì Châu Thổ mới không biết như thế nào mà bắt đầu là cho em vô đóng. Đầu tiên cho đóng những vai nhỏ, đóng những vai rất là nhỏ nhưng mà cũng diễn nội tâm. Nhưng mà chị thấy được, sau đó bắt đầu chị đón đi đóng vai cho em, có những cái vai bắt đầu là như Quyền Thoại Tím nè, như Biệt Thự Băng Xê nè, Những Khoảng Trời Riêng, là Một Nửa Đánh Cọp đó. Nói chung là đa số những cái vai mà em được khán giả đón nhận và người ta biết tới đều là từ những cái vai của chị Châu Thổ đón đi đóng vai cho em. Và chỉ nhìn em là chị thấy là em có tiềm năng và em rất là kiên định. Tại vì có những lúc chị từ chối, chị không thể nhận em được nữa. Chị nói không, chị không cho em đóng được. Tại vì chị không phải chỉ làm một mình, mà chỉ làm với nhà sản xuất, chỉ là nhà biên kịch thôi. Còn người ta bỏ tiền ra thì bây giờ là người ta nói không cho em đóng. Sao mà đóng cái vai lớn mà đóng được kia nọ, tại sao không mời những người có tên tuổi cho nó khỏe mà đi mời những cái người như vậy kia nọ. Cho nên chị cũng rất là cực khổ, nhưng mà em vẫn quyết tâm. Em theo. Quyết tâm bằng cách nào? Em quyết tâm, em nói là chị cho em đóng đi, nếu như em vô mà em quay chị thấy không được á thì chị đổi người khác. Em nói gì luôn. Cho nên là chị cũng thấy thương á, chị giúp em, chị cho em đóng. Và trước khi đóng á là chị nói chuyện với em rất kỹ. Chị nói rằng em có quyền, em về em đọc kịch bản kỹ đi, em có quyền hỏi tất cả những gì mà em thắc mắc, chị sẽ chỉ cho em. Và chị tạo hình nhân vật cho em rất kỹ, chị chăm chút và chị gặp từng bộ phận luôn.
coi như là chị giúp em thật sự luôn kìa. Quá thương luôn. Chị thấy em là quá có niềm đam mê và thật sự là có khả năng. Đúng là chưa giỏi nhưng mà cho đóng thử rồi, có khả năng. Cho nên chị muốn đào tạo em và giúp đỡ em. Tại vì chị thấy em bây giờ chị không nhận mà chị em cứ năn nỉ miết à. Rồi kỷ niệm về cái phim Huyền Thoại Tím với lại chị Châu Thổ như thế nào? Dạ, cái phim đó là một trong những cái phim mà có thể nói rằng là để đời luôn á chị, để đời của em á. Dạ, cái phim đó là em đóng hai vai. Một cái vai là sư cô vô tịch, một cái vai là em của sư cô, là bà Lan. Phim hành động, phim tâm lý rất nặng và hành động. Dạ, em cũng bị khủng hoảng luôn những phim đó. Thứ nhất là tâm lý nó nặng mà mình phải di chuyển liên tục đó chị. Và cái thứ hai nữa, một cái điều em nhớ là cái kịch bản em đọc á, nó rất là nguy hiểm trong lúc em quay. Tại vì cái đó là rượt đuổi khúc quanh, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, mà quay thiệt luôn, quay Đà Lạt. Quay mà ngồi trên một cái chiếc xe, một chiếc xe cũ nữa. Tại vì chiếc xe đó, chiếc xe là quay là trước giải phóng hay gì đó, cho nên là xe đó là phải là bây giờ nó phải cũ rồi, nó không có mới được nữa. Và cái xe đó sau đó là nó bị rơi xuống vực thẳm và nó bị đốt luôn, bị cháy cái xe đó luôn. Thành ra không thể nào mà người ta quay cái xe mới được hết á. Cho nên là mà lên chị biết không, trời ơi, nó đâu phải nó có cái đồ mà hiện đại như mình bây giờ. Ngồi em nói em hầu hợp em niệm Phật từ đầu tới cuối luôn chị, xích chết luôn. Tao nói là quay mà quay thiệt không cách cả đơ gì hết. Trước khi đi là em nghĩ rằng là một đi hai là em không về luôn đó. Một là về, hai là không về luôn á. Có thể như vậy, nhưng em vẫn đi. Tại vì á, em thấy cái dây nó quá hay mà. Cái lòng yêu nghề của em phải cố gắng. Tại vì á, bây giờ em phải cố gắng để em thể hiện cái khả năng của mình. Không thể từ chối được. Em thích quá, em chấp nhận luôn nhưng em không nói ra. Đúng đó, em nhờ ông xã em phải đưa em đi. Đưa em đi quay á. Đưa ông đi đi. Rồi ổng có đưa đi không? Dạ đưa đi. Rồi ổng thấy em đóng mà nguy hiểm quá ổng vậy. Ổng không có thấy. Ổng đưa em đi để em về. Tại vì lúc đó ổng phải đi về đi làm á. Ổng thấy, nhưng mà ý là em muốn rằng là nếu như em đi em có không về luôn á. Thì cái đó cũng là gặp cuối cùng với ông chồng của em. Nhưng mà em vẫn chấp nhận chị. Dạ. Đúng là em quá đam mê và phải nói là hy sinh cả tính mạng luôn mình. Cũng như chấp nhận luôn. Rồi cái phim đó thành công đến mức nào, cái vai đó? Dạ, cái vai đó sau khi chiếu xong á thì khán giả, chị biết không, giống như một hiện tượng á, tối nào cũng vậy hết á. Cứ tới giờ chiếu phim là khán giả cứ lên hàng ơi vô ngồi coi, rồi bình luận vừa coi bình luận. Dạ, em nhờ như em biết nhiều người yêu thích em là qua cái phim đó đó. Vậy bắt đầu từ cái phim đó đó, từ những cái vai như vậy thì bắt đầu là bạn bè nè, rồi những người hàng xóm, những người quen của em gái em á, của bạn bè của ông xã em mới bắt đầu là trời ơi, vợ mày đó hả, chị mày đó hả, chị của em đó hả, trời ơi đâu có biết đâu, tôi ngưỡng mộ lắm, tôi coi tôi thích lắm trong phim này phim kia. Thế là bắt đầu là gia đình em mới biết và ông xã em biết. Tại vì lúc đó em không dám mượn, em không dám cho gia đình em hay nữa, sợ em chê diễn dở là cái gì nữa, em không dám. Tại hôm trước em mời rồi mà em bị chê rồi. Bây giờ em giống như em không dám nữa, thì em để cho mọi người coi xong mà tự động là coi như gia đình em biết. Thì từ lúc đó ông xã em mới thấy gì, bắt đầu mới chấp nhận. Mới chấp nhận thì mới ủng hộ em luôn. Nhưng mà em mới ủng hộ em luôn thì ủng hộ về tài năng, nhưng mà trong đó thì lúc đó đó mới thấy được cái nguy hiểm của cái vai em đóng. Thì ông xã em có nói gì không? Dạ ông xã em không nói gì hết. Ông xã em bắt đầu mới hiểu từ từ. Thì sau này còn đòi đóng phim nữa đó chị, đòi em đưa giới thiệu đóng phim đi nữa. Tại thấy mình không có bậy bạ rồi, mình cũng cố gắng là mình có những cái tác phẩm á, được công chúng người ta thích. Và ổng cũng nói em là nên liên lạc, dầu cho không đóng phim chị Do Thổ nữa vẫn phải liên lạc để cảm ơn chị, để hỏi thăm chị. Ông xã em á dễ thương quá ha, là động viên em là phải cảm ơn những người giúp mình trong nghề nữa. Đúng vậy bởi vì cái lòng biết ơn nó là một cái điều rất là cần thiết của mỗi con người. Mình đôi khi mình thành công hay không chưa phải là chỉ là tài năng, mà còn là cái cách sống của mình, trong đó có cái lòng biết ơn, đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên rằng là ông xã em luôn luôn nhắc em phải liên lạc với chị Châu Thổ á. Dạ, tại vì ổng coi phim em đóng là đa số những cái phim của chị Châu Thổ. Nhưng mà lúc đó đó, sau khi thành công cái vai đó thì là ba má có nói gì không? Ngay từ đầu từ những cái vai mà tạm gọi là thất bại thì là đến cái vai đó là cái vai phải nói là rực rỡ nhất trong cái giai đoạn đó, thì là ba má có nói gì không? Ba mẹ em thì với lại gia đình em thì không có nói gì cụ thể, nhưng mà em nhìn đó là cách cư xử với lại cái thái độ á. Khi coi phim của em thì là gia đình em có vẻ là
thích. Và cũng có vẻ nể nể em chút. Kể từ ngày em bước chân lên lên phim ảnh vai đầu tiên, dù đó là vai quần chúng, có thoại hay không có thoại, nhưng mà đó là cái bắt đầu vô nghề. Cho đến bây giờ là bao nhiêu năm? Dạ 20 năm. 20 năm. Thì cái đoạn đường 20 năm đó em thấy mình còn những cái gì mà em chưa hài lòng? Những điểm chưa hài lòng là em chưa là không được đào tạo bài bản. Em những ước ao là em học được bài bản đàng hoàng. Tại vì á, em biết là cái nghề làm nghệ thuật đó chị, kể cả ca hát, kể cả múa hay là vẽ hoặc là diễn xuất, thì á, cũng phải có năng khiếu trời cho. Thì khi mình đi học đó là mình mài dũa cho nó bén hơn lên, cái điều đó là nó sẽ hoàn hảo. Dạ. Còn nếu như mà không có năng khiếu trời cho, có đi học cũng vậy thôi, không bao giờ tiến bộ. Tại vì em thấy có những người đi học rồi đó mà cũng đâu có thành công. Cho nên trước tiên là phải có năng khiếu trời cho. Cái điều này rất quan trọng đối với em. Em thì có năng khiếu trời cho rồi, em cũng chịu khó lắm rồi. Nhưng mà có cái là em không được đào tạo bài bản. Em chỉ học thực tế qua người này người kia, qua các anh chị, qua đạo diễn. Em chưa được học bài bản. Em ước ao được học bài bản, được đào tạo bài bản, để cho em biết rằng ok, em diễn vậy là đúng rồi đó, không cần phải hỏi ai nữa. Chứ bây giờ em diễn là em phải hỏi lại, và em chờ đạo diễn nói rằng à, gì là được rồi. Nhưng mà lỡ có những đạo diễn đâu phải nói diễn đúng đâu chị. Đúng không chị? Đúng vậy, đúng vậy. Thành ra là em ước ao là em được đi học đàng hoàng. Thành ra kỳ rồi là em cũng có đăng ký cái lớp học đạo diễn. Dạ, học đạo diễn ở bên sân khấu Trịnh Kim Chi. Em học được thầy Trần Ngọc Giàu dạy. Thì em học không phải để em làm đạo diễn, em biết em không làm được. Nhưng em học để em biết những điều cơ bản, để trao dồi thêm, để trao dồi thêm, để em biết rằng khi em diễn vậy là được chưa. Đúng rồi. Sau này tại em vì, không phụ thuộc ai nữa hết á. Tại vì là dù cho em làm diễn viên, nhưng nếu em biết thêm về biên kịch, em biết thêm về đạo diễn, thì cái cách diễn của em nó cũng khác. Dạ, đó, em muốn vậy đó. Hôm nay thì chị rất là vui khi gặp lại em. Đến cái giai đoạn này, em đã đúc kết được một cái đoạn đường 20 năm em theo nghề, và em nói đến những cái tâm tình, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của em. Chị rất là quý, rất là cảm ơn em đã đến đây để tâm sự với chị cũng như là tâm sự với quý khán giả. Cảm ơn em rất là nhiều, và chị chúc cho em luôn luôn suôn sẻ trên con đường nghệ thuật và luôn luôn tiến xa hơn nữa. Rất là cảm ơn em. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện vừa rồi của diễn viên Ô Bích Hằng, Xuân Hương nghĩ rằng chúng ta đã đúc kết ra được rất nhiều điều. Trong đó có cái cách ứng xử của người và người với nhau, về tâm tư của những con người mới vào nghề, và nhất là cái cách từng bước lần dò trong nghề này để đi đến một cái kết quả tốt hơn so với lại cái giai đoạn xuất phát của diễn viên Ô Bích Hằng. Xuân Hương mong rằng quý vị sẽ ủng hộ kênh của chúng tôi. Chương trình này mỗi số mới sẽ được phát lúc 9:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media và trên kênh YouTube của nghệ sĩ Xuân Hương. Chúng tôi rất mong quý vị hãy ủng hộ tích cực hơn nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Và chương trình đến đây xin tạm dừng. Xuân Hương và diễn viên Ô Bích Hằng xin trân trọng kính chào tạm biệt.